Xin chào các bạn, hôm nay ta đây tiếp tục học ở cái môn về kỹ thuật, đó là xây dựng ba cái hình chiếu trên cùng một mặt phẳng hình chiếu. Thì để xác định được ba mặt phẳng hình chiếu trên cùng một mặt phẳng hình chiếu thì tôi giới thiệu qua một chút nhé. Ví dụ bây giờ tôi xác định hình chiếu đứng trên mặt phẳng P1 thì tôi chiếu từ trước qua. Còn xác định hình chiếu bằng thì tôi chiếu từ trên xuống, và từ hình chiếu cạnh thì từ trái qua mặt phẳng P3. Như vậy để thể hiện ba cái hình chiếu trên cùng một mặt phẳng hình chiếu thì ta giữ mặt phẳng P1, quay mặt phẳng P2 quanh trục X là 90 độ và quay cái mặt phẳng P3 quanh trục Z của chúng ta là 90 độ thì ta sẽ có ba cái hình chiếu trên cùng một mặt phẳng hình chiếu. Thì nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đây chính là vẽ ba mặt phẳng hình chiếu trên cùng một mặt phẳng hình chiếu của cái khối vật thể như thế này. Thì ta thấy là gì? Chiều cao tổng thể của khối vật thể là 44. Đây, chiều cao tổng thể của khối vật thể là bao nhiêu? 44 ha. Chiều rộng của nó là 32. Và chiều sâu của nó là ta thấy ở đây là bao nhiêu? Là 24. Thì để được vẽ ra điều đó, cái hình 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 mà ta vừa mới trình bày thì cũng giống như trường hợp các hình trước, ta phải vẽ song song với các trục rộng một khoảng nhất định. Ví dụ ở đây là ta vẽ là 10 chẳng hạn ha. 10. Ta vẽ là 10 nhé. Cách các trục đó là 10 mm đi ha. 10 mm cho ông tiện nha, các bạn vẽ cho thầy cho mình cách là tọa độ là 10 mm. À, 10 mm ha. Được chưa? Ta vẽ cách nhau 10 mm. À, nhưng mà ở đây ta thấy này, có cái cách thứ hôm trước là tôi đã hướng dẫn cho các bạn là gì ạ? Để xác định được cái đường góc 1/4 thứ nhất, ta vẽ các đường tròn. Ta vẽ các đường tròn sau đó là chúng ta nối. Thì cách thứ hai bây giờ ta vẽ các cái đường thẳng song song như thế này thì chúng ta cũng sẽ nối được các cái đường này. Đây chính là cái đường 1/4 của cái góc thứ ba. Đây, thấy nha. Đây chính là cái đường 1/4 của góc thứ ba. Đây, tôi đổi màu cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây, các bạn vẽ được góc 1/4 thứ ba. Như vậy là gì ạ? Để vẽ được thì ta phải vẽ được 1/4 của góc thứ ba, thì khi đó chúng ta mới xác định được, khi ta giống lên hình chiếu cạnh thì ta mới xác định được. Rồi bây giờ giả sử nha, bây giờ ta vẽ đầu tiên, ta vẽ hình chiếu đứng trước, tức là nhìn từ phía trước của tôi nhìn vào đây, ta nhìn theo cái mặt phẳng màu cam như thế này thì ta nhận thấy này là chiều rộng của cái hình này là bao nhiêu? Là 32. Ta vẽ 32 và chiều cao của nó là 44. Bây giờ ta vẽ nha, chiều rộng là 32 thì ta kẻ một cái đường thẳng song song với đường thẳng trong này, cách nó là 32, và một cái đường thẳng là song song với trục phía dưới này, cách lên là 44 nha. 44. Đây, sau đó là gì ạ? Chúng ta xóa nó đi, xóa những cái đường dư thừa đi, thì đây chính là cái biên giảng ngoài của cái chi tiết hình chiếu đứng của chúng ta như thế này. Rồi tiếp theo ta nhận thấy này là đầu tiên cái mặt vát của nó này, ta nhìn mặt vát ở đây là gì ạ? Từ trên xuống dưới là 10 mm. Như vậy là thì ta kẻ một đường thẳng song song với cái mặt trên này, xuống đây là 10 mm, ta sẽ có cái mặt vát này. Đây, ta sẽ có cái mặt vát này. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo này, ở cái bậc 32 nhưng mà thực tế nó chỉ có bao nhiêu thôi? Ở đây là ta thấy là 24. Như vậy là gì ạ? Bây giờ ta phải vẽ một đường thẳng mà song song với cái đường thẳng thẳng đứng này. Cách nó là 24. Rồi bây giờ ta vẽ nha, 24 này. Rồi ta kẻ đường thẳng song song với đường thẳng này là 24. Đây, ta sẽ có cái đường cái bậc này. Và cái chiều cao của bậc này là 8 mm. Như vậy ta phải vẽ đường thẳng song song với đường thẳng nằm ngang là 8 mm. Rồi ta vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng là 8 mm. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Những cái gì dư thừa thì chúng ta xóa đi. Cái phần bên ngoài này là không có, chúng ta xóa đi. Phần bên này cũng không có, không có, chúng ta xóa đi. Phần này cũng không có, chúng ta xóa đi. Đây. Như vậy đây chính là cái biên dạng hình chiếu đứng của cái hình như thế này. Chúng ta đã vẽ xong. Được chưa? Chúng ta đã vẽ xong. Tiếp theo này. Thứ hai là chúng ta vẽ cái hình chiếu bằng, là chúng ta vẽ từ trên nhìn xuống. Trên nhìn xuống của cái hình này nhé, các bạn nhìn xuống, từ trên nhìn xuống này. Trên nhìn xuống thì ta thấy này, là cái bề rộng nó vẫn là 32. Nhưng mà cái chiều sâu này, chiều sâu của nó chỉ là 20 mấy thôi, 24 nha. Như vậy là bây giờ gì ạ?
B rộng 32, đây ta có 32, từ đến 32 rồi. Bây giờ ta phải vẽ đường thẳng là 24. Đây, ta vẽ đường thẳng song song với đường này, cách nó là 20, 24. Rồi sau những cái gì mà dư thừa thì các bạn xoắn đi. Đây, lấy ví dụ nhà đây dư thừa thì xoắn đi. Đặt lấy ví dụ cho dễ, các bạn dễ nhìn nha. Đây, như vậy là cái biên dạng ngoài của hình chữ bằng của chúng ta là cái hình như thế này. Hình chữ bằng như thế này. Được chưa? Hình chữ bằng như thế này. Đây là cái biên dạng ngoài của cái hình của chúng ta đây, biên dạng ngoài từ trên hình chữ bằng của nó đây. Bây giờ này chúng ta nhìn thấy này, là khi vát cái mép này á, nó là vát 6 mm. 6 mm nha, vát cái cạnh này là 6 mm. Như vậy là gì ạ? Ở cái phía bên này này. Phía bên này này. Vát thì ở bên này thì cái cạnh bên này là ở bên này, cạnh phía bên trong này là ở bên này. Như vậy thì người ta phải vẽ một đường thẳng song song với đường này, cách nhau là 6 mm. Các bạn vẽ cho tôi một cái đường thẳng song song đây là 6 mm. Rồi 6 mm xong ha, ta sẽ có cái đường bậc này, từ trên nhìn xuống cái đường nét nét liền đập, thì thấy được chưa? 6 mm. 6 mm ha, ta sẽ có đường là 6 mm. Rồi chúng ta có đường 6 mm. Tiếp theo này. Từ trên nhìn xuống này, chúng ta thấy được cái bậc này này, cái bậc sút này. Bậc sút này là ở đây là 24, như vậy cái này 32 là 8 mm. Rồi bây giờ chúng ta phải vẽ một cái đường thẳng song song với đường này, cách nó là 8 mm nha. Ta vẽ song song. Đây, chúng ta vẽ song song là 8 mm. Đây, thì chúng ta sẽ có cái bậc L như thế này. Nhưng mà ta thấy này, cái đường vát của chúng ta này nó chỉ đến đây thôi chứ nó không hết 32. Như vậy là cái phần từ đây trở đi là nó dư thừa, chúng ta phải xóa nó đi nha. Phần này chúng ta dư thừa thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Đấy, chúng ta có cái hình chữ vàng. Có còn gì nữa không? Không ha. Hình này rất là đơn giản, nó chỉ có như thế này thôi. Tiếp theo này, đến cái hình chữ cạnh. Thì để xác định được biên dạng của hình chữ cạnh thì là gì ạ? Đầu tiên ta gióng cái góc bên này, gióng lên. Gióng lên. Nha, gióng lên. Đây thì chúng ta sẽ có biên dạng ở phía bên phía này của cái hình, được chưa? Gióng lên, ta sẽ có biên dạng ở phía bên này. Đó, ta có bên này. Tiếp theo này, cái bề rộng của cái hình chữ cạnh. Đây, chúng ta gióng từ cái đường bên này qua, gặp cái đường 1/4. Chúng ta gióng lên. Gặp đường 1/4, chúng ta gióng lên nha. Đây, chính là cái biên dạng của hình chữ cạnh. Và những cái gì mà dư thừa thì các bạn xóa đi. Dư thừa thì ta xóa đi. À, cái nào dư thừa thì các bạn xóa đi. Đây, chúng ta sẽ xác định được cái hình chữ cạnh, biên dạng hình chữ cạnh. Còn cái chiều cao của hình thì bây giờ ta gióng từ bên này qua, ta sẽ có chiều cao bên này. Và gióng từ bên này qua, ta có chiều cao từ bên này. Bây giờ tiếp theo này. Cái bậc này, cái bậc ta thấy này là từ đây đến đây là chiều cao của nó là 10 mm, hồi nãy chúng ta xác định rồi. Như vậy bây giờ là gì ạ? Chúng ta chỉ việc là gióng bên này qua. À, chúng ta sẽ có cái chiều cao của bậc. Cái thứ hai này, bề rộng của bậc là 6 mm. Có hai cách để chúng ta làm. Chúng ta có thể đo ở đây là 6 mm. Hoặc cách thứ hai là bây giờ các bạn nối cái đường 6 mm hồi nãy chúng ta làm dưới ra. Đây. Rồi chúng ta gióng lên. Được chưa? Chúng ta nối cái đường dưới ra này. Đây, chúng ta gặp đường 1/4, chúng ta gióng lên. Được chưa? Thì đây chính là cái giao điểm của cái bậc. Và gì ạ? Bây giờ chúng ta chỉ việc là chúng ta vẽ lên. Chúng ta vẽ từ nối từ cái điểm này qua điểm này. Thì như vậy là bây giờ những cái phần dư thừa chúng ta xóa đi. Thì chúng ta sẽ xác định được cái bậc của cái hình chúng ta nha. Đây, chúng ta sẽ xác định được cái bậc hình của chúng ta. Và sau khi làm xong thì là gì ạ? Các bạn xóa cho ta. Thì như vậy là gì ạ? Ta sẽ xác định được cái bậc sin này, cái bậc xéo của cái hình này. Được chưa? Tiếp theo này, là ở đây khi ta quan sát này, ở bên cái đường bậc của L bên này này, nó nằm ở phía bên này. Như vậy ta nhìn từ bên trái qua thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Và như vậy đó, chúng ta phải vẽ bằng nét gì? Nét đứt. Đây, ta nối từ bên này qua. Và cái chỗ nào dư thừa thì các bạn xóa cho ta. Đây. Đây. Và cái đường này phải thể hiện bằng nét gì? Nét đứt. Các bạn vẽ bằng nét. Nét đứt thì thành này, nghe tôi nha. Nét đứt thì thành này. Đây, đây chính là nét đứt. Đây. Rồi bây giờ là chúng ta thể hiện những cái kiến thức cơ bản mà cho nó cho người đọc người ta dễ quan sát hay là giáo viên người ta dễ nhìn nha. Đây các bạn thấy này, đây chiều cao của cái này là bao nhiêu? Chiều cao của nó là 20. Đây,
Sau khi vẽ xong thì các bạn nhớ là chúng ta phải vẽ các cái đường tâm hoặc là các cái đường cần thiết trong cái bản vẽ. Như cái video số cái tiếp thì hôm trước tôi quên, tôi chưa vẽ cái đường tâm. Xin lỗi các bạn nha. Thì ở đây này, sau khi chúng ta vẽ xong các cái đường và ta phải lên kích thước. Lên kích thước để cho người đọc người ta có thể nhìn thấy. Như vậy là ở đây ta phải ghi kích thước, là thứ nhất là kích thước tổng thể chiều cao của nó này. Và thứ hai chúng ta nhận thấy là kích thước bậc của nó. Kích thước bậc của nó đây, kích thước bậc chúng ta không phải ghi à. Đây, chúng ta sẽ có kích thước này. Và một cái nữa là ở đây ta sẽ có cái kích thước tổng thể của nó đây. Bây giờ là nếu mà ta tập trung kích thước vào đây quá thì khó nhìn đúng không? Bây giờ là gì ạ? Ở đây cho cái kích thước bậc này, kích thước bậc này. Bạn ghi đây là 8. Và kích thước bậc bên phía này cũng là 8 thì dễ nhìn này ha. Dễ nhìn bên này. Và ở đây ta thấy là gì ạ? Ở đây kích thước là chiều rộng. Nếu bây giờ ta tập trung kích thước vào đây cho khi người đọc người ta dễ quan sát thì ta có thể như thế này nè. Đây, ta dễ nhìn nè ha. Đây, kích thước dễ nhìn nè. Rồi là gì ạ? Ở cái bậc bên này là cái bậc vát của chúng ta thấy đây là gì ạ? Ở vát đây là 6. 6 mm này. Hoặc là bây giờ ta lên kích thước chữ bằng thì dễ nhìn này, 24 này. Kích thước 32 thì ta có thể ghi 32 đây, bỏ cái 32 trên này đi. 32 thì dễ nhìn thế này. Và kích thước của cái bậc này là 24. Đây. Kích thước này các bạn ghi kích thước này. Để cho dễ nhìn này, 24 này. Như vậy là và cái kích thước này cửa hốc của ta như thế này. Ta có thể vẽ cái này là 18 thì nó sẽ cho ta kích thước cái này. Rồi, chiều cao 44 ta có rồi, bậc 6 ta có rồi đúng không? Cái bậc 8 bên này có rồi. Bậc 8 bên này có rồi. Bậc 6 bên này có rồi. Như vậy là gì ạ? Ở đây là như vậy là với kích thước như thế này thì người ta hoàn toàn có thể là hình dung được cái bản vẽ của chúng ta. Hy vọng rằng với những cái kiến thức này sẽ giúp ích trong quá trình các bạn học môn vẽ kỹ thuật. Xin cảm ơn và hẹn các bạn ở trong video tiếp theo.